Không, có tiền không? Cho con mượn mười củ đi, mai con trả. Nè, đủ không? Đủ mười củ đó mày. Nhớ mượn trả cho tao nha. Mày không trả là mày tới số đó. Ok. Alo. Alo, nghe. Mày hứa ngày mai trả tiền cho tao. Mà bữa nay mượn bữa rồi, sao mày không trả cho tao mày? Tôi không trả đó, bà làm gì tôi? Mày tới công chuyện với tao rồi. Ông ơi, ra tôi nhờ ông chuyện coi. Cái gì vậy bà? Thằng này nó thiếu tôi 10 củ mà nó không chịu trả kìa. Ông chạy qua bển luôn lấy gì cho tôi. Cái thằng này nó tới số rồi, nó dám mượn tiền bà mà nó không trả hả? Để cho tôi. Ai hốt đi mà. Thằng này đâu? Mày ra đây tao biểu coi. Ơi người ca cứu tôi. What? Cái vụ gì vậy? Nó có đồng bọn dữ tợn lắm. Tôi thu tiền nó không được. Bà mướn giang hồ đi. Dạ em chào chị ba. Ba đứa em đi qua nhà Phước Lầy lấy tiền đem về đây cho chị. Chị gửi tiền cà phê cho. Ok chị, đi đưa bay. Tớ người ta cứu rồi, cứu mớ người ta cứu tôi. Chị, nó có đồng bọn dữ lắm, em chơi không lại, chị kêu người khác đi. Ba thằng bay mà chơi không lại nó nữa hả? Ông! Cái gì vậy bà? Đi theo tôi, ba thằng bay đi theo tao, có bao nhiêu đó cũng không xong nữa. Rồi. Thằng này đâu rồi? Ra đây biểu coi. Mày thiếu tiền của bà, không dám trả hả? Đồng bọn của mày đâu? Kêu ra đây luôn đi. Đồng bọn của tôi ở đây nè.